tin chúng tôi vừa thực hiện. Thưa quý vị, cuối giờ chiều nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cô Thị Kim Miến chủ trì họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng và các sở ngành quận huyện để tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn. Theo nhận định của CDC Đà Nẵng tại cuộc họp, tình hình dịch trong dịp cuối năm sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nhất là khi có hoạt động sự kiện trên địa bàn thành phố sẽ mở nhiều hơn với các ổ dịch có nguy cơ cao, nhiều ý kiến cho rằng nên mạnh tay xử lý để chấm dứt hẳn các chuỗi lây nhiễm, không nên để dây dưa kéo dài, nhất là với các ổ dịch có liên quan đến các doanh nghiệp, khu công nghiệp. Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến đề nghị các địa phương, đặc biệt là các địa phương có ổ dịch nguy cơ cao như quận Hải Châu, Thanh Khê và các khu công nghiệp tập trung, phân tích và đánh giá tình hình đầy đủ để đưa ra biện pháp kịp thời, đánh giá các địa phương đã triển khai tốt công tác tiêm chủng thời gian qua. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị tiếp tục tăng tốc hoàn thành trước ngày 28 tháng 12, đề nghị Sở Y tế thành phố xây dựng kế hoạch tiêm mũi 3 trước Tết Nguyên đán. Về điều trị, đề nghị ngành y tế sớm hoàn thành phương án điều trị F0 tại nhà, lưu ý về quy trình sử dụng thuốc, tham khảo kỹ các quy định của Bộ Y tế. Phó Chủ tịch thành phố cũng đề nghị các sở ngành địa phương phải sẵn sàng tinh thần cao nhất để ứng phó với biến chủng Omicron.